Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta là một trong những cuộc chiến vẻ vang lịch sử dân tộc với thắng lợi to lớn, làm rạng danh vùng đất hình chữ S. Chúng ta không thể không tự hào về chiến thắng hào hùng ấy, chiến thắng của một đất nước nhỏ bé nghèo nàn đối với một nước đế quốc hùng mạnh với những trang thiết bị quân sự hiện đại là Mỹ. Nga đã liệt kê ra 7 nguyên nhân khiến Mỹ không thể thắng được trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Vậy những lý do đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu với từ điển lịch sử nhé! Mỹ thất bại trong cuộc chiến tranh Việt Nam do chiến tranh du kích, ý chí quân Mỹ kém, chiến tranh phi nghĩa, chiến tranh nhân dân, quân đội Việt Nam chuyên nghiệp. Tờ nước Nga ngày 15 tháng 1 đưa tin, ngày 15 tháng 1 năm 1973, quân Mỹ và quân đồng minh chấm dứt các hành động quân sự ở Việt Nam. Sau khi trải qua 4 năm đàm phán ở Paris, các bên tham chiến đạt được thỏa thuận, ký kết Hiệp ước Hòa bình vào ngày 27 tháng 1, đã kết thúc cuộc chiến tranh bắt đầu từ năm 1965 này. Quân Mỹ tổn thất 58.000 người đã rời khỏi Việt Nam trong bộ dạng lấm đầy bùn đất. Các nhà sử học, chính trị và quân sự đến nay vẫn không thể trả lời rõ ràng vấn đề này. Người Mỹ làm thế nào mà lại thua cuộc chiến này, bởi vì họ chưa từng thua cuộc chiến nào cả. Tờ báo nước Nga của chính quyền Nga đã tổng kết quan điểm của các chuyên gia về vấn đề này, đã đưa ra 7 nguyên nhân lớn nhất khiến cho quân Mỹ thất bại ở Việt Nam. Trong đó, viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc đứng cuối cùng, nguyên nhân cụ thể như sau. 1. Vũ điệu địa ngục rừng cây. Binh sĩ quân Mỹ cho biết, chiến tranh Việt Nam là điệu nhảy disco địa ngục rừng cây. Quân Mỹ tuy có ưu thế mang tính áp đảo về vũ khí và binh lực, năm 1968, quân Mỹ có trên 540.000 quân ở Việt Nam, nhưng không thể chiến thắng được lực lượng du kích của Việt Nam. Cho dù đã ném bom giải thảm, quân Mỹ tổng cộng ném 6.700.000 tấn bom ở Việt Nam cũng không thể đưa Việt Nam quay trở về thời kỳ đồ đá. Thậm chí, thương vong của quân Mỹ và quân đồng minh lại tăng lên một cách ổn định. Trong chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ tổng cộng có 58.000 quân bị thiệt mạng, 2.300 quân mất tích, hơn 150.000 quân bị thương. Hơn nữa, danh sách thương vong được Mỹ chính thức thống kê chưa bao gồm người Puerto Rico do Mỹ thuê. Các chiến dịch quân sự cá biệt của quân Mỹ tuy thành công, nhưng Tổng thống Nixon biết rõ, Mỹ không thể giành được thắng lợi cuối cùng. 2. Tinh thần của quân Mỹ suy sụp. Trong chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ tiến hành đào ngũ là hiện tượng tương đối phổ biến. Võ sĩ quyền Anh hạng nặng nổi tiếng Mỹ Cassius Clay khi lên đỉnh cao sự nghiệp của mình đã tình nguyện quy y đạo Hồi, đổi tên thành Muhammad Ali, cũng muốn chạy trốn nghĩa vụ quân sự. Do đó, anh ta bị tước hết danh hiệu quán quân, bị cấm tham gia tất cả các giải đấu trên 3 năm. Sau chiến tranh, Tổng thống Ford năm 1974 đề nghị đặc xá tất cả những lính đào ngũ và từ chối tham gia binh dịch. Kết quả hơn 17.000 người tự thú. Năm 1977, chủ nhân mới của Nhà Trắng, Tổng thống Carter đã đặc xá cho những công dân đào ngũ và rời khỏi Mỹ. 3. Chiến tranh phi nghĩa. Một sĩ quan chỉ huy quân đội Việt Nam từng nói với nhà sử học Mỹ, cựu binh chiến tranh Việt Nam David Hayworth rằng tinh thần chiến đấu của binh sĩ Việt Nam rất cao, trong khi đó, dự trữ bom và tên lửa của quân Mỹ lại nhanh chóng bị tiêu hao. Tuy Việt Nam tương đối yếu về mặt vật chất, nhưng ý chí chiến đấu và nghị lực mạnh hơn quân Mỹ. Nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc chiến tranh chính nghĩa, quân Mỹ lại tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa. Binh sĩ quân Mỹ và nhân dân Mỹ đều hiểu rõ thực tế này. Nhà sử học Mỹ Davidson tán thành với quan điểm này, cho rằng trong toàn bộ thời gian của cuộc chiến tranh, Mỹ rất ít cân nhắc đến hậu quả chính trị, kinh tế và tâm lý của chiến tranh. Không ai coi trọng rất nhiều dân thường bị thiệt mạng và sự phá hoại không cần thiết do chiến tranh gây ra, kết quả đã gây ảnh hưởng chính trị tiêu cực. 4. Chiến tranh nhân dân. Đa số người Việt Nam ủng hộ lực lượng du kích, cung cấp thức ăn, tin tức tình báo, nhân công và sức lao động của họ. Hayworth cho rằng, lực lượng du kích và nhân dân như cá với nước là yếu tố quyết định thắng lợi. Nhà sử học Mỹ Davidson cho rằng, sách lược chiến tranh giải phóng cách mạng từ khi bắt đầu đã trở thành nhân tố quan trọng cứu vãn và hội tụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu không có chiến lược này, Việt Nam không thể giành thắng lợi. Cần thông qua chiến lược chiến tranh nhân dân để xem xét chiến tranh Việt Nam. Điều này tuyệt đối không chỉ là vấn đề của con người và trang bị. 5. Đội quân chuyên nghiệp và nghiệp dư. Sự chuẩn bị chiến tranh rừng cây của binh sĩ quân đội Việt Nam mạnh hơn nhiều quân Mỹ. Từ chiến tranh thế giới thứ hai trở đi, quân đội Việt Nam luôn chiến đấu để giải phóng Đông Dương. Đối thủ đầu tiên là Nhật Bản, sau đó là Pháp,
tiếp theo nữa là Mỹ. Haywood cho rằng, ở Việt Nam, ông từng gặp được hai thượng tá của quân đội Việt Nam, hầu như đã làm tiểu đoàn trưởng 15 năm. Trong khi đó, trên chiến trường Việt Nam, nhiệm kỳ bình quân của tiểu đoàn trưởng và lữ đoàn trưởng của quân đội Mỹ chỉ có 6 tháng. So sánh như vậy giống như so sánh giữa đội bóng đá chuyên nghiệp và đội nghiệp dư. Đội chuyên nghiệp hầu như là huấn luyện viên chuyên nghiệp, tiến quân giành giải siêu lớn trong mỗi mùa thi đấu. Còn sĩ quan chỉ huy Mỹ giống như người thầy giáo toán học lý tưởng hóa, chỉ là người chơi muốn làm tướng cho dù mạo hiểm tính mạng, chỉ muốn làm tiểu đoàn trưởng 6 tháng ở Việt Nam. Kết quả Mỹ đã bị thất bại trong cuộc chiến tranh này. 6. Thái độ phản chiến và hoạt động biểu tình của xã hội Mỹ. Hoạt động biểu tình của hàng vạn người phản đối chiến tranh Việt Nam đã làm chấn động nước Mỹ. Thanh niên phản chiến đã mở những phong trào mới, cao trào chính là sự kiện tiến quân vào Lầu Năm Góc. Trong thời gian Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng 10 năm 1967 tại Washington, tháng 8 năm 1968 tại Chicago, 10 vạn thanh niên phản chiến đã cùng phản đối. John Lennon đã sáng tác ca khúc phản chiến Hãy cho hòa bình một cơ hội. Hút thuốc phiện, tự sát, đào ngũ lan tràn trong quân nhân. Cựu binh Mỹ cảm nhận sâu sắc được cái khổ của hội chứng Việt Nam, khiến cho hàng nghìn người tự sát. Trong tình hình này, tiếp tục cuộc chiến tranh này đã hoàn toàn không còn ý nghĩa. 7. Viện trợ của Trung Quốc và Liên Xô. Nếu như nói Trung Quốc chủ yếu cung cấp viện trợ kinh tế và nhân lực, thì Liên Xô cung cấp vũ khí trang thiết bị tiên tiến nhất cho Việt Nam. Căn cứ vào thống kê sơ bộ, Liên Xô viện trợ khoảng 8-15 tỷ USD. Theo thống kê hiện nay, chi tiêu chiến tranh của quân Mỹ trên 1.000 tỷ USD. Ngoài vũ khí trang bị, Liên Xô còn cử chuyên gia quân sự tới Việt Nam. Từ tháng 7 năm 1965 đến cuối năm 1974, quân đội Liên Xô tổng cộng có khoảng 6.500 sĩ quan và hơn 4.500 binh sĩ đến Việt Nam tham chiến. Trường quân sự của Liên Xô còn đào tạo hơn 10.000 quân nhân cho Việt Nam. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Từ Điển Lịch Sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhớ ấn subscribe kênh Từ Điển Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!